Vâng ạ. Hyundai Kona vừa mới về tại công ty ô tô Di Tâm nha cô chú anh chị. Bản đủ 2.0 hộp số tự động. Thì để Tâm phân tích cái bản đủ và cái bản thiếu nha. Bản đủ thì nó gồm có mâm phay nè. Và nó có mâm phay và nó có ghế điện. Rồi 4 thoáng đĩa ABS. Rồi cam 360. Rồi nói chung là nhiều lắm, rất là nhiều tính năng. Tâm rồi cái chế độ gì đổ đèo đổ dốc gì đó, rồi cruise control ga tự động, nói chung là rất là nhiều. Nằm ở trên cái xe Hyundai Kona này nha. Sản xuất năm 2019, một đời chủ mua mới. Xe chạy đúng 30.000, bao rin và bao chết hãng cho quý cô chú chị nha. Xe này thì bên Tâm vừa mới về. Nó chạy chỉ có mới có 30.000 thôi. Sơn rin nó còn 99% nha. Quá mới luôn quý vị ơi, quá mới và rất là mới luôn. Sản xuất năm 2019, một đời chủ mua mới, 4 vỏ theo xe, còn rất là dày. Bánh xe cua là chưa có sử dụng. Thì bản đủ thì nó gồm có đèn led trước và đèn led sau luôn nha. Còn bản còn một cái bản tiêu chuẩn nữa là nó không có đèn led sau ha. Và nó không có ghế điện. Đây là con xe bản đủ nha, động cơ là 2.0. Màu này là màu da lương, người ta còn gọi là màu vàng cát nha quý vị. Nó có đèn led ban ngày luôn ha, đèn chiếu gần và đèn chiếu xa là đèn đèn bi. Đó, đèn bi. Đèn gầm cũng là đèn bi luôn, quá là mới. Biển số 63 Tiền Giang 10494, số đẹp ha. Xe này thì bên Tâm đang đứng ủy quyền, cô chú anh chị mà mua thì bên Tâm sẽ hỗ trợ cho nhà mình là công chứng mua bán hoặc là công chứng ủy quyền hoặc là rút hồ sơ gốc ha. Một con xe nó mới tới mức độ này thì Tâm cũng không biết diễn tả như thế nào hết, nhưng mà Tâm nói cái xe này là quá tuyệt luôn nha cô chú anh chị ơi, quá tuyệt vời luôn. Bên Tâm bán là 615 triệu nha, 615 triệu. Hyundai Kona cuối 2019, xe chạy được 30.000 cây số, vỏ lốp còn theo xe dày cui luôn. Và Tâm bao cho nhà mình đi kiểm tra và chết hãng thoải mái nha. Bởi vì tiền nào thì của đó ha. Với lại chất lượng đúng thì mình không có ngại về vấn đề chết chiếc đâu ha. Cho bà con cô chú anh chị là chết và kiểm tra hãng thoải mái. Đây là một con xe chuẩn chất lượng nha, đèn led trước và đèn led sau luôn nè. Gầm bệ là bao mới nè. Vỏ xe cua là chưa sử dụng nè. Nước sơn rin bên ngoài là còn 99% luôn. Nội thất rất là mới nha. Và Tâm bán xe này cho quý cô chú anh chị nhà mình là 615 triệu nha quý vị. Ghế điện. Tích hợp qua lăng. Ga tự động lưu control. Xe này là có bảo dưỡng hãng đầy đủ nha quý vị. Là còn chạm móc 37.000 là nhắc bảo dưỡng nữa ha. Vô lăng rất là mới luôn, ga tự động luôn, control nè, nghe điện thoại rảnh tay nè, âm thanh nè, rất là mới nha. Máy công tắc, đồng hồ điện tử, khóa thông minh, còn bịch luôn, bịch ni lông chưa có khui cái nào hết, còn y bịch ni lông hết nè, còn bịch ni lông nè. Được vô một cái màn hình rất là to, cam 360 luôn nha quý vị. Đó, có cam 360 luôn. Đồ chơi full hết. Ở trên đây có thêm cái màn hình nữa. Xe này là đồ chơi nhiều nè. Chất xe thì khỏi phải nói rồi. Và lên chạy thì phải nói là ghiền luôn, quá xuống. Còn cái này là cái gì nè, cái gương nè, báo là chống vượt hay là gì nè. Đó, anh chị thấy cái gương không? Nó có hiển thị lên không? Là biết xe ở gần kề xe mình đó, là nó sẽ báo tín hiệu lên ha. Đây nè, có cái nút nè. Muốn thì mình mở, không muốn thì tắt đi ha. Có cân bằng điện tử nè. Điều chỉnh đèn gần xa nè. Ốc tán nè. Công tắc nè. Mới lắm. Rất là mới, một đời chủ mua mới. Bánh là chưa mở luôn nha. Mấy cái bánh xe là có cái mở, có cái chưa luôn. Có cái lủng thì mở, còn có cái chưa mở luôn. Ốc tán thì thôi rồi luôn, mới tinh. Ghế mà nó còn căng mịn luôn, đã không? Chỉ nè, túi khí an toàn nè,
Mình nhìn điều chỉ thì mình cũng phải biết cái xe nó mới như thế nào ha. Mới quá quý vị ơi, đã lắm. Xe còn thơm phức à. Chủ xe nó kỹ. Trời, phải nói mua mấy cái xe này xuống nhằm ngay mấy cái người kỹ tính. Xe đã, mấy bịch ni lông này chưa khui hết nữa. Trần nỉ nguyên rin, chưa có bọc lại 5D nên nghe nó cũng khỏe ha. Không có bị bà con mình chê. Khỏe lo vấn đề đó. Ốc máy này chưa tháo gì hết đâu. Đã lắm. Tuyệt vời. Em dùng từ tuyệt vời ha. $615 triệu nha quý vị. 2019 bản đủ. Còn một cái bản nữa là bản 1.6 turbo. Nhưng mà theo Tâm là Tâm phải mua cái xe động cơ lớn. Xe này xăng giỏi lắm, chừng 8 lít chứ nhiêu. Mà chạy nó mạnh mà nó lướt đã lắm. Mua động cơ nhỏ nhỏ chạy turbo chạy nó yếu lắm. Y như một cái người yếu mà cứ bắt họ giác mà một cái vật nặng đó, họ ráng đấy cũng đuối chứ bộ. Thì Tâm là Tâm nghĩ đơn giản vậy thôi cho mình dễ hiểu. Nói khoa học cầu kỳ khó hiểu. Còn xe này nó mạnh, nó 2.0, nó chạy thoải mái, tư tưởng. Nó dễ hiểu nên nó cũng đỡ theo xăng. Thì đồng ý là động cơ nhỏ thì nó sẽ ít uống xăng hơn, nhưng mà nó lại ráng. Những cái lúc mắc trớn rồi đó. Rồi đi đường khó, đường xấu rồi. Nó ráng nhiều hơn cái thằng mà động cơ lớn. Thì kinh nghiệm vừa rồi Tâm đi một cái Honda CRV á. Tính mua để làm của đi mà thấy nó không có tiết kiệm gì được bao nhiêu hết. Cái bán mua lại CS5 2.5. Đó là kinh nghiệm của bên Tâm, Tâm đã trải nghiệm rồi nha. Còn cô chú anh chị mà cao tay hơn thì Tâm xin phép bỏ qua ha. Vỏ lớp là rin hết nha. Mâm là mâm phay nè. Mới lắm, cái mâm không có một vết trầy luôn. Vỏ còn rất là cao ha, cao. Xe chạy 30.000, bảo dưỡng hãng, lịch sử bảo dưỡng hãng đầy đủ nha. Vỏ lớp theo xe còn đủ 5 cái. Bánh dự phòng là chưa có sử dụng luôn ha. Cái bánh xe cua là chưa có sử dụng luôn. Còn cái này thiệt đúng cỡ sức. Cái này để mua để dễ để làm chân đi lại hay làm của cũng được. Bởi vì Tâm thấy nó quá mới. Và chất lượng của nó thì gặp ngay cái người chủ này họ kỹ nữa. Họ lên đồ chơi hết rồi. Đồ chơi full hết. Cam 360 màn hình. Không biết cái tiền thân của nó lúc nó sản xuất ra không biết có cam 360 không. Thì có đó. Trên gương đó là chống vượt rồi. Dưới là những cái xe gần kề nó sẽ báo á. Còn cái cam 360 là để ngồi trong coi cơ. Nhưng mà ở trên cái màn hình này là có luôn nha. Đã lắm. Nên được một cái xe mà nó trang bị đầy đủ các tiện nghi và tính năng vậy đó, mình cũng thấy khỏe ha. Cái này là gì nè? Cái này đổ đèo hay gì nè? Xuống dốc gì đó. Này phải tìm hiểu thêm mà. Để không biết nói ra bà con cười. Tâm chỉ biết cái xe này là bản đủ, nó rất là nhiều cái tính năng ở trên xe ha. Và xe mới tinh. Trăm là không lỗi nha, gầm mới lắm, gầm rất là mới, gầm 7 màu luôn. Chưa có sơn phết gì lại hết. Chắc xe thì khỏi phải nói rồi. Quá đẹp. Đẹp lắm nha quý vị. Sơn zin còn 99%. Chắc xe đẹp long lanh luôn. Được dán phim cách nhiệt. Màn hình Android. Cam 360, chắc cam 360 này theo xe luôn quá. Mà đèn là đèn full LED. Ghế là ghế điện. 4 khoáng đĩa ABS, mâm phay, khởi động startup, gương gập điện auto kết hợp xi nhan. Một con xe nó đầy đủ hết tính năng luôn. Giờ mua về mà muốn gắn đồ chơi cũng không biết gắn cái gì nữa. Bởi vì nó hoàn hảo hết rồi quý vị ạ. Hoàn hảo hết rồi. Đâu có gì nữa đâu mà gắn. Cam 360 này hình như là theo xe nha quý vị. Nó có cam 360 theo xe luôn nha, chứ không có gắn nha. Cam 360 theo xe, bản đủ nha. Đó, rất là nhiều tính năng ha. Và có áp suất lớp luôn nha. Xe này mà khi mà lớp vỏ mà mềm á là nó sẽ báo vỏ nào mềm, vỏ nào cứng luôn. Cái máy của nó thì mới, quá mới rồi, khỏi phải nói. Máy mới, trắng bóc luôn nha quý vị. Đó là cái cũng hãng ABS đó. Máy này mới cỡ này luôn nha.
thì không có gì để gọi là nữa hết. Tuyệt vời, một con xe quá là tuyệt vời, gặp ngay cái người chủ 1 tỷ nữa thì người mua sau này là sẽ là yên tâm để sử dụng. Mới, chuẩn, nét, nhớt rất là mới luôn, màu nhớt mới tinh, máy móc thì khỏi phải bàn à. Xe mà chạy 30.000 thì có gì đâu mà nói gì. Sản xuất năm 2019, chạy 30.000 cây số, 5 chỗ trên xe. Cái bánh xe cua là chưa có được sử dụng luôn, 4 bánh còn ghi cho xe và gai gió còn rất là cao. Bình ắc quy là bình khô, nắp capo là chưa có tháo ha. Ta thấy cái xe này nó mới lắm nha quý vị. Bà cô chú chị bà con mà lên thấy cái xe này mà chơi nữa là thôi rồi luôn. Chỉ còn có cách nữa là đi mua xe mới. Cái xe này là không có chơi được. Em ấy tuyệt vời quá, chơi gì nữa. Lên chạy nhẹ như ý luôn. Tính năng đồ chơi là theo xe hết, cam 360 rồi. Màn hình là gia chủ này họ lên cái màn hình bự, chứ đúng rồi đó, màn hình đâu có bự vậy đâu. Được lên một cái màn hình bự. Chất xe thì đã lắm. Nói chung xe ưng ý. À, có đèn led luôn ha. Và đèn chiếu sáng là đèn bi nha. Bản full, bản đủ thì nó mới có ha. Còn bản tiêu chuẩn thì nó không có đèn bi. Nó chỉ có đèn halogen thôi. Và đèn sau là đèn bóng thường. Còn đây là đèn trước, đèn sau là led hết. Mới quá. Tôi quay một vòng nữa để cho cô chú chị mình tham khảo nha. Hyundai Kona, động cơ là 2.0 số tự động. Xe Hàn Quốc nha. 2.0 Kona bản đủ. Đây là bản đặc biệt nha quý vị. Còn bản cao cấp nữa. Nó có bản tiêu chuẩn, bản đặc biệt, bản cao cấp. Đây là bản đặc biệt. Và Tâm bán xe này cho quý cô chú anh chị mình là 615 triệu nha. Hãy liên hệ trực tiếp bên Tâm để được sở hữu em nó ha. Hyundai Kona quá mới luôn quý vị ơi. Đèn full led hết rồi, led trước led sau hết, mới tinh, trong veo. Xe này thiệt luôn, từ qua lăng cần số tới tới nội thất ngoại thất đến cái máy, nhìn vô không có điểm nào yếu, điểm nào khuyết hết, nhìn vô là kết liền luôn ha. Và Tâm kết thúc cái video ở đây, và cũng rất là cảm ơn bà con đã theo dõi và ủng hộ cũng như là đăng ký kênh ô tô Di Tâm ha. Rất là nhiều khách hàng đã đăng ký kênh và theo dõi Tâm rất là lâu rồi, thì hôm nay mới có dịp là có những sản phẩm mà làm cho khách hàng vừa ý thì lập tức gọi điện. Nên cô chú chị hãy đăng ký kênh ô tô Di Tâm, khi mà sản phẩm Tâm vừa mới về là nhà mình là người coi trước. Nhiều khi là cái sản phẩm đó làm cho nhà mình cảm thấy vừa ý là mình thấy được thì mình alo cho Tâm. Còn nếu mà không có đăng ký thì nhiều khi mình gặp nó chậm trễ. Có những cái xe vừa ý của mình thì Tâm lại bán mắt thì nó cũng hơi tiếc ha. Chứ cũng không có gì hết á. Chứ cũng không phải là câu like hay câu view gì hết. Nhưng mà mình đăng ký trước thì mình sẽ thấy khi mà Tâm vừa đăng sản phẩm lên là nó sẽ có chuông thông báo, thì mình là sẽ biết được sớm nhất và alo cho Tâm, biết đâu vừa ý mình thì chốt được cái xe nó có duyên về sử dụng ha. 615 triệu là có ngay con xe cực sang và gầm cao ha, cực đẹp luôn, quá đẹp luôn nghe cô chú chủ anh chị ơi, đủ các tính năng của một cái xe chất lượng. Tâm chào bà con ha, xin hẹn gặp lại bà con ạ.